cháu làm clip gửi tới chú Trung Trọng Hà Đông nhá. Chú ơi, cháu nhận được cuốn sách của chú rồi và cháu nhận được túi của chú rồi chú nha. Đấy, nói chung túi của chú Trung Trọng thì đẳng cấp rồi đấy. Túi này phải long đi tiếp khách, đi giao lưu với anh em, gọi là đi lại gặp ca sĩ, đi mấy người nổi tiếng thì cầm như này uy tín luôn này. Đấy, hợp ý nhá. Đấy, báo cáo với chú là từ ngày cháu dùng cái túi của chú, cháu dùng cái túi chú và vô bí của chú thì cháu rất, cháu làm ăn được rất triệu có lộc. Đấy, đấy chú này, từ ngày cháu đeo túi chú cháu mới kiếm được một kèo kéo view 20 củ. Đấy, đây là tiền giáo tiền riêng của cháu nhá, 30 củ. Đấy chú nhá, còn chưa tính trong tiền đời của cháu. Chú nhá, cháu cảm ơn chú, cháu chúc chú sức khỏe nhá. Anh em nào mà mua túi sách với lại mua ví của chú Trung Trọng Hà Đông, uy tín số 1 Việt Nam luôn, lại còn làm ăn có lộc, cháu chúc chú sức khỏe cho Trung Trọng Hà Đông nhá. Ale 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 ale